áo xoa tóc ngồi xem. Thầm ước nhân nào đâu dám nói, kết tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio đã mặc ở xứng tai. Trước tiên khi nói về con này thì anh em hãy like, subscribe, đăng ký kênh và gõ vào phần chuông nằm ở góc phải màn hình của tất cả các anh em để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới mà LB Audio về. Thì giống như trước đây khi em đăng lên thì cũng đã bán rồi, là do mấy anh em là không có bấm vào cái phần chuông đó, đâm ra là khi mà hàng mới về thì gần như nó sẽ không thông báo tất cả. Còn những người nào nhận được cái thông báo và nhận được cái sản phẩm thì họ sẽ mua và nhanh tay hơn. Thì mong rằng anh em sẽ bấm vào phần chuông đó để có thể mua được những con đài ưng ý nhất của mình. Còn giới thiệu với các anh em, đây là con Neutrona F35 được sản xuất vào năm 1982, có cái giá xuất xưởng là 47.800 yên, tức là khoảng tầm hơn 10 triệu Việt Nam mình ở thời điểm năm 1982. Riêng về cái em này thì ngoại hình kích thước nó không quá lớn nhưng được trang bị hệ thống 4 loa, đâm ra âm thanh chơi rất là tốt luôn. Còn riêng về những em này có thiết kế rất là đặc biệt, nó có hệ thống ghi nhớ bài đến 5 bài và sau đó là chúng ta thấy là cái màn hình đều là mặt gương rất là đẹp luôn, ngay chỗ phần này viền sáng. Trên đây thì chúng ta có hệ thống chỉnh bass chép mở ra rất là độc đáo như này. Tất cả cái đường viền si còn rất là đẹp ha. Cái nút volume nằm ngay chỗ này. Đây. Thì thông tin chi tiết em sẽ làm một cái bài sao chi tiết hơn, quay mọi tất cả cái góc ngóc ngách để cho anh em có thể tham khảo về cái sản phẩm này. Em này là quá tuyệt vời luôn, nếu anh em sưu tầm thì nên sưu tầm này, hay quá. Xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.